Ngày hôm nay mình sẽ biến cái thanh niên gầy gò ốm yếu da bọc xương này trở thành một vận động viên chạy siêu tốc. Nó sẽ chạy hơn cả Naruto luôn. Bằng cách như nào á? Chỉ việc bấm vào màn hình. Đấy, bấm một cái là thanh niên này sẽ chạy một bước, bấm cái thứ hai chạy hai bước, và cứ khi nào mình chạy được đủ 10 mét, bấm càng nhanh thì có vẻ thanh niên này chạy càng nhanh luôn. Đấy, được 10 mét mình sẽ được 5 đô và được tăng một xíu điểm kinh nghiệm. Vâng các bạn ạ, thay vì là mình ra ngoài phòng gym mình tự lên máy chạy bộ mình chạy cho nó giảm cân á, thì mình cho nhân vật ảo của mình làm hộ. Đấy, có phải như này nhẹ nhàng hơn không? Bấm chuột này này, công việc mình làm hàng ngày rồi mà mình vẫn có thể giúp cho cơ thể nó trở nên nó nhanh nhẹn này, rồi giảm cân nó, rồi thậm chí là mình còn có thể nâng cấp. Đấy, với số tiền mình đã kiếm được vừa rồi, mình có thể tăng được tốc độ vận tốc, tăng lên một cấp độ, và bây giờ mình đã chạy nhanh hơn hẳn rồi nè. Đó, thấy không? Một lần bấm là cái quãng đường mình chạy được đã xa hơn hồi xưa rồi. Đến đây đi. Rồi, để xem nào, lên, mình nghĩ là mình đang muốn lên cấp độ 2 đây. Xem cấp độ 2 nó sẽ được thưởng cái gì nào. Chưa đủ à? Một lần nữa, 10 mét nữa. Yes, mình đã đạt được cấp 2 và có vẻ như không được cái gì hết. À đây có đây này, có thành tựu này. Đó, được 10 viên ngọc. Đấy, 10 viên ngọc này thì vâng, đó chính là những cái giá đơn vị tiền mà chúng ta phải sử dụng tiền ngoài đời để nạp vào. Thôi, mình nghèo là sao mà chơi. Ê à, ê, giờ mình để ý có cái hòm này. Hòm free. Đá quý. Oh, ok, mình xin nhá. Còn xem quảng cáo thôi dẹp đi. Mình đã có 15 viên kim cương mà chưa biết viên kim cương để làm gì. Chắc là sẽ mua ở mấy cái cửa hàng, nhiều cửa tiệm đúng không? À đâu, không phải luôn à? Oh, nó là ở trong hộp ngẫu nhiên. Và mỗi một cái hộp này là mình sẽ phải tốn, ôi, nhiều kim cương thế. Mà có đến 4 cái hộp: hộp tóc, hộp trang phục, hộp di tích và hộp shoes cho xe. Mình tưởng nó là shoes, nó là giày chứ. Cái này, đang chạy này phải có giày đúng không? Đâu, bây giờ xem quần áo của mình ở đâu nhỉ? À, trong mục. Rồi, tóc của mình. Ok, mình có thể mua tóc hay là mua trang phục và mua giày. Nó sẽ có những cấp độ khác nhau và có vẻ như là càng cấp độ càng cao thì chỉ số nó càng nhiều. Hiện giờ mình đang đi một đôi giày mà trông như là kiểu mà mình nhét chân vào một củ khoai tây ấy. Trời ơi, tất cả chỉ là nhân một thôi, rất yếu, không có gì hết. Còn đây là cái máy chạy bộ này, nhưng mình không thể đẩy cái khoảng cái mục tiêu mình lên được vì mình chưa có chơi thử thách từ xa 50 mét. Là cái này à? 50 mét đây rồi. Ok, thách đấu đi. Thế nào? I grow it. Có chắc để thách đấu chưa? À. Ok, sẵn sàng. Chạy, let's go. À. Có chắc là nó đang chạy không các bạn? Thời gian thì vẫn trôi, còn cái thằng này nó không thể nào chạy nhanh hơn được à. À. Ôi, nó chạy đúng chậm luôn ý. Thật sự bây giờ mình không phải đang cố gắng chạy đua với cái đường này đâu, mình đang chạy đua với cái thời gian đang chạy ở dưới kìa. Cái thanh hồng hồng kìa. À, kịp không? Kịp không? 8 giây 7 6 10 mét rồi. 4 3 2 1. Ôi, ôi. Rồi, đã lên cấp 3. Và mình có thể được cái gì đây? Kim cương đúng không? Ồ, ê, 100 kim cương. Let's go, 135 rồi. Hay. Rồi, nâng tốc độ lên cấp 8. Sao? Nào, tiến lại nào. Cái này phải ăn này. Sao? Ê không, chưa xong nha. Ôi, ê à, ê, thỉnh thoảng là mình có kiểu dí đầu về phía trước và mình chạy nhanh hơn đấy. Có vẻ như là mình sẽ chạy giống như Naruto. Không biết là cái game này nó có mở khóa được kiểu chạy đấy không. À, cố lên nào, cố lên nào. À, let's go. 35 mét rồi. Lần này chắc chắn mình sẽ vượt qua. Chắc chắn mình sẽ chiến thắng cuộc thi chạy này. Nào, 45 mét. Và người chạy cao. Tôi không hiểu người chạy cao là cái cổ khỉ gì. Nhưng mình đã thành công. Yes, 55 vàng và 110 điểm kinh nghiệm. Đó, tiền về. Nào, và như vậy mình có thể nâng cấp máy chạy lên 50 mét. Và tất nhiên rồi, phần thưởng khi mình hoàn thành được quãng đường 50 mét sẽ là 30 đô và 55 điểm kinh nghiệm. Ê, nhưng mà chạy này hơi mệt nha. Mệt cả tay mình bấm lẫn cả cái thể lực kìa. Thể lực nó đã giảm xuống rồi nha. À, thế này thì đây, nâng tốc độ lên. Đó. Rồi. Và ê, hòm free này. Xin. Đấy, bây giờ cái quan trọng là gì? Với những cái trò mà phải bấm chuột như này á, mình sẽ mời bạn mình đến. Rồi. Em đâu rồi, cậu ơi, cậu ơi. Auto click. Let's go. Mặc dù thật ra là chạy hơi chậm nha. Mình cảm giác là cái tốc độ click của mình, ê sao nó chậm thế nhở? Ê mình để nhanh mà, sao chậm với ta? Thế đúng chậm luôn ấy. Cái có vẻ như là cái game này nó không phù hợp cho cái auto click của mình. Ý mình là ngược lại, auto click nó không phù hợp với cái này á. Chứ bây giờ mình còn không đủ tiền, bây giờ vẫn chưa có lúc nào mình đủ tiền để nâng được cái tăng tốc hay là xác suất chạy nước rút. Rồi có những cái hai kỹ năng mới này sẽ được mở khóa khi mà mình nâng cấp cái xác suất này lên 100%, lúc nào cũng sẽ chạy nước rút mà tiền đắt quá. Mình có lẽ bây giờ mình đang có là 171 cái linh cương này. Mình nên đầu tư vào mấy cái hộp này. Mở một hộp đi để xem là nó như thế nào. Chứ không như này, từ mở một hộp thì luôn luôn là toang nha. Sẽ lỗ hơn là mở 11 hộp. Nhưng mà 100 kim cương lấy đâu ra? Thôi được rồi. Đành phải ngồi xem 4 cái quảng cáo để cho nó ra đồ vậy. Và đây là thành quả sau khi mình ngồi xem hết 4 cái quảng cáo. Một cái tóc mà mình đã có sẵn. Ôi trời ơi. Áo cũng thế, vẫn là cái áo ba lỗ, được có mỗi cái đôi giày. Vâng, và nó không, thậm chí nó không phải là cái giày, nó là một cái dép lê. Thôi được rồi, cũng gọi là nhân thêm 1,7 lần tốc độ của mình lên. Còn thành tích thì sao? Mình nhận được một cái chai nước cộng 10% tăng tốc. 10% tăng tốc. Trời ơi, nó phải là xác suất chạy nước rút thì ngon hơn. Ôi, nâng cấp nào. Phần thưởng tham dự 200 kim cương. Wow, nhân 2 lên là mình có thể để lên thành 400 kim cương. Rồi, có kim cương để xoay rồi, để mở hòm rồi. Hay quá, tuyệt vời. Đó, lụm kim cương 663. Rồi, được rồi. Đến lúc để mình mở rồi. 663. Úi dồi ôi, let's go. Đầu tiên, tóc. Ra được có cái tóc C. Ngon. Rồi, tiếp đến nào. Trang phục. Có ngay một cái áo AA. Đâu phải là như thế. Rồi, hộp giày đi. Giày A. Tuyệt vời không mặt trời. Nào, xem nào. Tóc đây rồi. Tóc C thôi, nhưng mà cũng được để nâng vàng và điểm kinh nghiệm của mình lên nhân thành 6,9. Và thậm chí mình có thể kết hợp những cái tóc cũ để thành tóc mới. Rồi, kết hợp đi. D à? Kết hợp luôn. Đây, áo C. Nhưng mình chê. Mình có áo AA. Tăng thể lực của mình lên 4 x 47,9. Đó, mặc áo vào. Còn giày thì sao? Giày. Đây, dăm ba cái giày này. Dăm ba dép lê rồi giày thường. Lên hẳn giày da nhân 12,2 tốc độ. Trời ơi, trông mình có giống mấy thanh niên boy phố không? Đấy, không phải là như thế. Trời ơi, nhìn kìa, tốc độ chạy rồi ôi. 3 cái 50 m. Easy. Đó phải là như thế. Ôi, lụp. Rất nhanh chóng thôi. 1.000 đô mình đã sở hữu được. Chỉ việc chạy có xíu như vậy thôi à. Nào, nâng cấp rồi. 1.000 đô. Ấy chà, nâng tốc độ lên. Let's go. Ui, tốc độ nâng lên 61 luôn. Nó phải là như thế chứ đi. Rồi, bây giờ thì thách đấu nào. Thách đấu 100 m đi. Rồi, sẵn sàng. Rồi. Quá đơn giản luôn ạ, đơn giản như đan rổ luôn. Xong, nào. Tiếp tục chơi luôn. 500 m hơi mệt nha, cũng bận 30 giây thôi. À không, mình xin rút lại câu nói vừa rồi. Quá đơn giản như là đan rổ luôn. Chạy nó phải là như thế. Người chạy cao. Hiệu ứng anime. Ui. Easy win. Đó, lên ngay cấp độ 9 và có 8.000 đô. Thậm chí mình có thể nâng cấp được cái máy chạy này lên. Khoảng cách 500 m với phần thưởng lên đến 2.750 đô và 4.400 điểm kinh nghiệm khi hoàn thành. Trời ơi, tưởng 500 m như nào. Auto click này. Dạ cũng hơi xa nha, cũng hơi lâu đấy. Nhưng mà được cái là khi mình hoàn thành nó sẽ được cộng rất là nhiều tiền. Nào. Đúng rồi. Lên được 1A. Vâng, tiền ở đây lạ lắm. Nó không phải là 1.000 hay 10.000 mà nó là 1A. Tại sao nó lại phải chơi kiểu đang từ số và thêm chữ vào nhỉ? Khó hiểu ghê. Rồi, bây giờ thử mình đi thử thế nào. Thử cuộc thi đấu đi. Chuyển phát nhanh. Ai chà, hóa ra đây là mình sẽ phải thi đấu. Mình sẽ phải đấu đua chạy với cả những cái đối thủ khác. có cả nhân loại, động vật, đến cả siêu nhân và cả vũ trụ. Thế này chạy tới đâu luôn không biết luôn ạ. Đâu xem nào, bây giờ chạy với ông shipper xem nào. Ok, ông shipper này. Úi trời, cho người khói nữa. Đây bây giờ mình thả tay ra luôn này. Không hiểu sao mình đứng yên rồi vẫn có tinh thần chạy. Vâng, có vẻ như là không những mình có đôi chân cực kỳ nhanh, mình có cả một đôi tai thính nữa. Nghe được tiếng chân của ông shipper đang đi bộ ở phía sau. Trời ơi ông ơi, tôi bấm một nút thôi này. Đó, một nút nữa này. Đó là về đích, thấy chưa? Easy win luôn. Đối thủ tiếp theo, người lái xe đạp. Ô cái gì đây? Ủa tại sao đang chạy bộ mà lại phải đi đấu với thằng đạp xe là cái quái nào? Nào. Ôi rồi, ôi ghê nha ấy à. Ôi không chủ quan nữa, chạy thẳng vào mạch luôn. Vâng, không hiểu sao mà mình chạy càng nhanh thì camera nó đi càng xa. Ý nghĩa là gì vậy? Rồi, lụng tiền. Còn hai cái cuộc đua này mình chưa hiểu lắm. Dưới nước 1 km. Đâu, 1 km thách đấu được 300 kim cương. Tuyệt vời. Đây là cách để mình có thể mở hòm đây rồi. Hay lắm. Mình cần mở hòm, đẩy được cái tốc độ của mình lên nữa. Đâu? Có chắc là thanh niên này đang chạy không? Hay là đang lướt trong mặt nước vậy? Trời ơi, người chạy cao nhưng mà nhìn đi, thời gian nó còn chạy nhanh hơn luôn ạ. Trời ơi, thôi, một cây này thua. Vây cờ trắng. Đầu hàng, chiêu. Có lẽ là mình phải chơi nốt cái thứ tư đi. Cái tư là cái gì đây? What the hell? Ôi, wow, mình biến cái máy chạy bộ của mình thành máy chạy bộ vàng. Càng chạy là càng ra tiền. Wow. Quá đỉnh ạ, ui. Bây giờ mới để ý có cái máy đó luôn. 20.000. Ây da. Thế này thì tha hồ mà nâng thôi chứ còn gì nữa. Nào. Nâng full tốc độ đi. 237. Bây giờ nâng cấp phải tốn đến 1A rồi. Còn có 5.900 à? Thôi nâng cái này xíu đi vậy. À, ghê thật chứ. Người chạy cao. Trời ơi, nhìn cái mặt kìa. Chưa. Cái này là thở bằng mồm luôn rồi chứ mà thở bằng mũi nữa. Ôi. Rồi nhưng mà mình cũng không biết rằng là nó ở trên này nè. Có cái thanh màu xanh nè. Mình chạy càng nhiều thanh màu xanh nó càng đầy. Khi mà nó full thanh là mình sẽ thành người chạy cao. Thế là mà thế thì hơi khó căn. Đáng ra ấy, mình phải căn là lúc mà mình sắp được người chạy cao rồi mình sẽ bấm vào cái máy chạy bằng máy chạy tiền vàng. Lúc đấy nó mới cộng cả hai cái lại, nó mới cho mình được cái thu nhập nó tốt nhất. Còn như này thì như vừa nãy là bị tách ra, nó hơi ít. Ồ, 243 rồi, từ. Rồi, lỡ bấm vào rồi, thôi được rồi. Đối với thằng trộm đi. Mình đang muốn là chạy thử dưới nước xem là bây giờ liệu mình đã có đủ khả năng để chạy dưới nước chưa. Để thêm được kim cương để mình còn mở thêm các hòm nữa. Nào, thằng trộm à. Ui ôi ôi, ao trình. Chạy nó phải như thế chứ lị. Xong 1A. Ngon. Rồi, nâng tiếp nào. Tốc độ lên. Và bây giờ với 263. Có lẽ là mình tiếp tục mình muốn mở thêm giày đi. Mở thêm giày nữa. Càng tăng tốc độ chạy càng tốt. Ôi ôi ôi. Luôn nữa đi. Không. Trời ơi, hết kim cương luôn. Đâu xem nào. Giày dép như nào đây. Ôi. Vẫn chưa ra gì. Trời ơi, vẫn là giày à. Sao đen thế nhở? Này thì làm sao mà bây giờ mình chạy được cái dưới nước đây? Đâu thế nào? Thử lại thế nào. Liệu xem bây giờ mình đã có thể chạy được 1 cây số dưới nước chưa? Với cái tốc độ này. Đây. Auto click. Tuy là trông chạy rất nhanh nhưng mà không. Rồi, không lại rồi. Vẫn không thể chạy dưới nước được. Khó thật chứ. Nâng cấp tới chừng này rồi mà không nổi được các bạn ạ. Thật sự. Ôi ghê, thật sự cái trò này mình phải nói với các bạn nhé. Trò này là đúng là phải vô cùng là đầu tư vào khoảng thời gian thì may ra là mới có thể chiến thắng được cái trò này. Thậm chí mình không biết là có thắng nổi được không nữa. Khi mà này nó ra đồ tới đồ y như này thì không biết là bao giờ mới lên nổi được. Trời ơi, rồi mũ này. Ê, có cả mũ này, mũ Luffy đúng không? Nhìn phát là ra liền luôn cái quả mũ rơm. Trời ơi, còn dưới này nữa thì biết bao nhiêu là đầu Sun Goku này. Trời ơi, xịn sò thế. thì chắc là mình sẽ kệ xác cho cái thằng khứa này nó chạy ở trên cái máy này thêm tầm 2 đến 3 năm nữa rồi quay lại hốt tiền rồi tranh thủ nó hốt xác nó luôn. Thế còn bây giờ mình sẽ không chạy nữa mà mình sẽ chọn là đi bộ đi, dắt chó đi dạo đi, tranh thủ là nâng cấp mấy con chó lên cấp độ cao càng tốt. Đấy, bấm vào đây để xem là mình đã sống chó như thế nào nhá. Nói là thấy nghe nó sai sai nhỉ.